Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Phước Mẫn, người có hành vi sử dụng mạng máy tính tấn công báo điện tử VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ ngày 12 tháng 6 năm 2021, báo điện tử VOV liên tục bị tấn công mạng. Qua công tác nghiệp vụ và khai thác dữ liệu điện tử, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam xác định người sử dụng địa chỉ IP để tấn công trang báo điện tử VOV ngày 15 tháng 6 năm 2021 là Huỳnh Phước Mẫn, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1990, thường trú tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Sa, tỉnh Quảng Nam. Sau khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của Huỳnh Phước Mẫn, cơ quan điều tra đã thu giữ được các đồ vật tài liệu liên quan. Qua trích sao dữ liệu điện tử, thông tin máy vi tính của Mẫn, thông tin tài khoản SickBoyVN của Mẫn dùng để tấn công vào địa chỉ vov.vn có lịch sử truy cập từ ngày 15 tháng 6 năm 2021. Lúc 12 giờ ngày 19 tháng 6 năm 2021, Huỳnh Phước Mẫn đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Huỳnh Phước Mẫn có trình độ kỹ sư công nghệ thông tin, chuyên ngành quản lý mạng. Qua làm việc với cơ quan công an, Huỳnh Phước Mẫn khai nhận đã tấn công DDoS tổng cộng 3 lần. Sau mỗi lần như vậy thì Mẫn truy cập vào địa chỉ vov.vn để xem thử có bị tắc nghẽn sập website không. Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm vào chiều 7 tháng 4, hội đồng xét xử xác định hành vi của Huỳnh Phước Mẫn đủ yếu tố cấu thành tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, tuyên án 3 năm tù giam đối với Huỳnh Phước Mẫn.